Hãy cùng FIFA Online 4 khởi động một năm mới 2023 thật bùng nổ với sự kiện ghi bàn quyết định, sút bóng cực hay, săn quả cực đỉnh diễn ra từ ngày 3 tháng 1 đến ngày 31 tháng 1 năm 2023. Khi tham gia sự kiện lần này, các huấn luyện viên có thể nhận được những mùa thẻ siêu sao, xịn sò như Best of World Cup, Icons, hàng tỷ BP và vô vàn những phần quà giá trị khác hoàn toàn miễn phí. Cùng với cậu bé vàng Kylian Mbappe, các huấn luyện viên sẽ có những lượt ghi bàn quyết định thông qua những nhiệm vụ dễ dàng tại sự kiện. Chỉ việc tự tin, chọn hướng sút, các huấn luyện viên có thể dễ dàng nhận về những phần quà đầy hấp dẫn. Chắc chắn, dù có ghi bàn hay không thì vẫn có thể nhận được quà xịn nha. Ngoài ra tại sự kiện lần này có các mốc tích lũy cực chất cho các huấn luyện viên để có thể nhận thêm nhiều phần quà hấp dẫn khác. Đặc biệt khi tích lũy chạm mốc 15 lần sút, tính năng nhân đôi quà sẽ được kích hoạt giúp các huấn luyện viên nhận gấp đôi số quà sau mỗi lượt sút. Vậy nên hãy chăm chỉ tham gia để gom thật nhiều những cái phần quà xịn sò từ FIFA Online 4 nha. Để cùng các huấn luyện viên đón một cái Tết Nguyên Đán thật cùng nhiệt cùng FIFA Online 4. Vào 3 ngày, mùng 1, mùng 2 và mùng 3, mỗi ngày sẽ có 2 lượt sút 100% thành bàn cho các huấn luyện viên. Vậy nên hãy tận dụng các lượt sút vào 3 ngày lễ đặc biệt trên nha. Còn chần chờ gì nữa mà không nhanh tay tham gia sự kiện ghi bàn quyết định, sút bóng cực hay, săn quà cực đỉnh từ ngày 3 tháng 1 năm 2023 đến ngày 31 tháng 1 năm 2023 tại ghi bàn.fo4.garena.vn ngay nào.